Xin chào các anh chị em bạn bè, các cô dì chú bác đang xem video clip của kênh YouTube Sở Vụ Minh Hướng Nam Định ngày hôm nay. Và em xin tự giới thiệu, em là Hương, chuyên viên tư vấn của kênh YouTube Sở Vụ Minh Hướng Nam Định. Cơ sở Sở Vụ Minh Hướng là một đơn vị sản xuất sập vụ Lào trực tiếp tại xưởng sản xuất, không qua trung gian, chuyên ngành sản xuất, chế tác và tu sửa tất cả các mẫu mã sập vụ nằm, chất liệu gỗ vụ Lào chuẩn. Thì trong video clip ngày hôm nay, em thay mặt cơ sở muốn giới thiệu đến các quý khách hàng bộ đôi sập vụ đẹp nhất tại cửa hàng em và cũng như là được rất nhiều các quý khách hàng ưa chuộng năm 2023. Thì mã sản phẩm này có tên gọi là sập thập biểu quần mai hay còn gọi là sập mai biểu đó ạ. Thì ở bộ sập vụ này được cơ sở em làm hoàn toàn bằng chất liệu gỗ vụ Lào chuẩn. Vụ là phải chuẩn vụ Lào, vụ Lào truyền thống từ trước đến nay đó ạ. Không được gọi mập mờ như là gỗ vụ hay là gọi là vụ Nam Phi, dâu Nam Phi, linh tinh khác. Thì trước khi em báo giá thì xin mời các quý khách hàng cùng theo em để biết thêm về thông số kỹ thuật cũng như là kích thước của bộ sập vụ này. Thì bộ sập vụ này có kích thước là 1m80 x 2m20 tính từ chiều dài và chiều rộng của khuôn mặt. Và độ phủ bì của nó sẽ ra là 2m35 đến 2m4. Trước tiên em nói đến phần dạ tiền của bộ sập vụ này. Dạ tiền đây được cơ sở em làm hoàn toàn là cổ và chỉ, vai đều là liền hết, hàng nguyên khối, hàng liền khối đó ạ. Và vai tiền này được cơ sở em đục thủ công bằng tay 100%. Đục thủ công sắc nét, vô cùng là tinh xảo và đẳng cấp. Đây cũng được gọi là mẫu sập vụ Lào đẹp nhất tại cửa hàng em và cũng được gọi là bán nhất, bán chạy nhất tại cơ sở em đó ạ. Và như các quý khách hàng đã thấy, từng đường nét đục vô cùng là sắc nét. Bộ sập vụ này được cơ sở em đục siêu kênh bông, siêu sắc nét. Hàng đục kỹ, rất đẹp. Và dạ tiền đây là dày 10 phân, dạ liền khối hết, hoàn toàn là liền khối, không chắc ghép. Và phía chân đây là chân 25 phân, chân liền khối. Chân cũng được đục tay, vô cùng là đẹp. Và mặt sập đây được cơ sở em làm là mặt là khuôn 10 ván 3 phân, mặt vô cùng là dày dặn. Mặt sập đây cũng hoàn toàn làm bằng chất liệu gỗ vụ Lào và cũng không có là sâu xia hay nứt nẻ gì. Gỗ lạt nục nạ, tanh khô rất đẹp. Và địa chỉ của em là ở trung tâm làng nghề mộc cổ truyền La Xuyên, Yên Ninh, Yên Nam Định. Và các anh chị em nào đang có nhu cầu liên mua sập thì có thể liên hệ ngay cho em qua số Zalo trên màn hình. Số Zalo của em là 0989 924 345. Và giá công khai của bộ sập vụ này là 31 triệu. Giá mộc tại xưởng cho mặt khuôn 10 ván 3 phân và hoàn thiện màu sẽ lên là 33 đến 34 triệu. Hàng đại sập tam diện cổ liền, kích thước là 1m80 x 2m20. Sập đại đục vô cùng là cây bông và sắc nét. Đục rất đẹp đó ạ.